Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Con Gái Miền Tây. Thì hôm nay thì mình sẽ định làm món cá lóc nướng trui, nhưng mà từ sáng giờ trời mưa quá trời thì mình không có làm được. Mà bây giờ thì bớt mưa rồi, thì bây giờ mình sẽ làm luôn ở ngoài bên này. Bây giờ thì mình sẽ xăm cái cây vô trong cái họng nó, xong rồi mình sẽ nướng ở ngoài đó luôn. Trời mưa quá thì cho nên là mình sẽ quay hơi lâu một xíu, nhưng mà các bạn hãy cố gắng theo dõi nha. Mình đã xiên hai con cá thì xong rồi, bây giờ mình sẽ cặm xuống đây rồi mình chất rơm lên là mình nướng thôi à. Bây giờ thì mình sẽ chất rơm vòng vòng vậy. Cá chín rồi các bạn ơi, mình đã lấy xuống một con rồi, bây giờ mình sẽ lấy con còn lại luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái rơm để mình chảo cái giải đó.
thơm quá trời luôn á các bạn. Trời ơi, trời mưa mà ăn cái món này nè, không có cái gì mà bằng luôn. Thơm quá trời luôn, cái thịt nè, cái thịt đây, trời ơi coi, cái trứng mà nó thơm, chịu không nổi luôn á. Mình chảo hết cái, trời ơi, cái cá này mà chấm với nước mắm me là ngon hết sảy con mà bảy luôn á các bạn. Bây giờ mình đem vô nhà, bắt đầu mình rửa rau xong rồi ha, bắt đầu mình làm nước mắm me, bắt đầu mình thưởng thức cái con cá này. Đây là những cái loại rau để ăn kèm với cá lóc nướng trui, đặc biệt là mình phải có chuối chét này nha các bạn. Còn rau thì mình sẽ có là rau dấp nè, húng cây, quế và rau xà lách, tía tô và phải có dưa leo. Còn bây giờ thì mình sẽ đi rửa cái rau này. Làm mỡ hành nè, xíu nữa mình để vô trong con cá với mình để đậu phộng lên đó mấy bạn cho nó hấp dẫn. Rồi được rồi đó, mình nhắc xuống liền. Hành này bỏ vô không cần để lâu đâu. Theo là mình sẽ làm nước mắm me, còn cái này nước cốt me nè. Me á mình sẽ chế nước sôi vô, mình dầm ra mình lấy cái nước cốt nè. Còn cái hộp này mình bỏ đi. Sau đó mình nêm đường, nước mắm với bột ngọt vô cho nó vừa ăn. Bỏ 2 muỗng đường, hơi ít, 3 muỗng đường đi, tại vì nó chua lắm mấy bạn. Ba muỗng nước mắm. Tiếp theo mình sẽ để 1 muỗng rưỡi bột ngọt. Vậy là cái phần nước chấm mắm me của mình đã vừa ăn rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí cái con cá lóc nướng trui của mình vào trong cái mâm. Bây giờ thì mình bưng cá qua đây ha, xong rồi mình sẽ trang trí lên. Trời ơi, hấp dẫn chưa mấy bạn. Đây là rổ rau của mình nè, để vô đây. Cải xà lách, dưa leo và không thể thiếu đó chính là chuối chét. Cho 1-2 ngọn tía tô vô nữa nha. Đó, bây giờ lật cái con cá này ra nè, bắt đầu mình để mỡ hành rồi vô, đậu phộng nữa để các bạn sẽ thấy hấp dẫn ngay. Tại vì các bạn biết sao không, cá nướng này là mình nên có mỡ hành đi để cho nó béo béo á, với thịt con cá nó ngọt thêm nữa, ngon lắm.
nhiều vô. Trời ơi, làm mẹ lên ăn đói bụng quá. Đã chưa? Bây giờ thì mình sẽ rắc đậu phộng giống như là cái anh đầu bếp ngầu ở Trung Quốc vậy đó. Hấp dẫn chứ các bạn. Món ăn của mình bây giờ đã hoàn tất rồi, mình đã bày trên bàn rồi, thì bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng mình thưởng thức cái món cá lóc nướng trui này nha. Bánh tráng này còn không thể thiếu đó chính là rau. Rau quế nè, cà lách, tía tô, rau dắp. Bây giờ thì mình sẽ gấp cái thịt cá nha. Thêm hành vô, đậu phộng nữa nó mới đẹp. Xương nè. Xin mời các bạn nha. Múc nước mắm vào đây. Chấm vô. Đã. Để mình chia sẻ cái cảm giác nha. Thịt cá thì nó rất là mềm, mà đặc biệt là nó cũng dẻo chứ không phải là nó bở nha, tại vì cá đồng mà các bạn. Với lại có mỡ hành thì nó béo, cực kỳ béo luôn. Còn rau á, đúng là người ta cũng gọi là, đúng là cái gọi là rau miền Tây để mà cuốn bánh tráng luôn á. Sinh ra hình như để nó cuốn bánh tráng hay sao, rất là ngon. Bây giờ thì mình ăn tiếp tục nè. Ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cuốn nữa, chắc có thể là mình sẽ kết thúc video rồi. Đầu tiên mình gấp bún vô đi. Xin lỗi chứ. Đáng lẽ ra là mình phải có thêm rau, chính là lá xoài á mấy bạn. Nhưng mà ở đây thì không có, cho nên là mình có rau gì thì mình sử dụng rau đó luôn. Húng lũi nè. Phần quan trọng nhất chính là con cá. Phải có thịt cá vô nó mới ngon.
Xin mời các bạn nha. Quá đã. Không có gì ngon bằng hết trơn á. Các bạn biết không, ở cá lóc này, cái món cá lóc nướng trui này rất là phổ biến ở nhiều nơi, nhưng mà đặc biệt ở miền Tây thì mình mới nướng với rơm thôi, chứ ở thành phố không có rơm để mà nướng luôn á. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này, cũng như là like và nhấn đăng ký và nhấn cái chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt.